Nhà đất Hằng Ni chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Ngày hôm nay, Hằng Ni giới thiệu một căn nhà phố ngay trung tâm phường 7, quận Bình Thạnh với phân khúc tài chính 6 tỷ hơn, được gia chủ thiết kế công năng lên tới 4 phòng ngủ và ngôi nhà, tọa lạc trong con hẻm có đường Lê Trực, ngay đoạn đường giao với đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đăng Lưu. Và Hằng Ni đang có mặt ngay góc Phan Đăng Lưu. Nhà mình thì di chuyển về cho Bà Chiểu chỉ 5 phút, cách quận nhất, quận 3 cũng như là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tầm khoảng 5 đến 10 phút di chuyển. Một vị trí tập trung rất là nhiều tiện ích, nhà hàng, quán ăn, cơ sở giáo dục y tế, ngân hàng, shop thời trang, chợ, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, tòa nhà building, gì cũng có. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu tọa lạc trong con hẻm có đường Lê Trực. Và Hằng Ni đang có mặt tại mặt tiền đường chính của đường Lê Trực, và mình cách 50m ra phía trước là mặt tiền đường Lê Quang Định. Ngôi nhà sẽ trong con hẻm hướng này, thông ra trục đường Nguyễn Văn Đậu cũng như đường Lê Quang Định, một vị trí tương đối đẹp luôn, hiện hữu rộng 3m. Hẻm này là thông bàn cờ, thông tứ tung, một căn nhà sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, được gia chủ xây dựng kết cấu chuẩn là một trệt hai lầu, vị trí vừa ở hoặc có là mình mua để cho thuê cái dòng tiền thu nhập hàng tháng cũng được luôn. Một căn nhà đầy đủ công năng, nội thất đầy đủ, cả nhà mình mua về chỉ cần xách vali vô ở đó và để hướng đi vào bên trong nhà mình nè. Vị trí này dễ đi lắm, ngay trục đường Lê Trực, nhà mình kết nối với chợ Hoàng Hoa Thám. Trong góc này nha cả nhà, để Hằng Ni một tí, một trệt hai lầu và được gia chủ xây dựng đầy đủ công năng lên tới 4 phòng ngủ lận. Và nhà từ hướng chính là hướng Tây, phù hợp khách hàng mình cướng mệnh là Tây tứ trạch. Một trệt hai lầu, nhà mình với lợi thế có một khoảng sân phía trước, với thông số diện tích chiều ngang cho ngôi nhà là ngang 3m6, chiều sâu vào là 13m. Khuôn đất của mình công nhận sử dụng gần 46m2, công năng sử dụng rơm, phòng khách, phòng bếp, bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, đã được gia chủ thiết kế đầy đủ công năng, đầy đủ nội thất. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 6 tỷ 400 triệu đồng, giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Phần đi hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Bên trên ban công được gia chủ có thiết kế cho mình rất là thông thoáng cho mẫu nhà thiết kế hiện đại. Và nhà trang bị cho mình gồm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt bốn cánh phía trước, bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực nữa. Và mình lợi thế có một khoảng sân, khu vực trồng cây, trồng hoa, hoặc là mình đậu được 3 chiếc xe máy rất là thoải mái luôn nè. Chỉ trong phân khúc giá bán 6 tỷ hơn, một căn nhà tọa lạc ngay vị trí kế bên chợ Cây Quéo cũng như là trục đường Hoàng Hoa Thám, giao với đường Nguyễn Văn Đậu, giáp ranh với chợ Bà Chiểu, trung tâm quận 1, quận 3, rất là thuận tiện để di chuyển. Và khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình gian phòng khách liền kề với khu vực bếp bên trong. Trong đó là mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tủ rượu, đủ trưng bày, được gia chủ thiết kế với tông hiện đại. Mảng tường khu vực kệ tủ tivi của mình được gia chủ mình ốp những tấm giả đá, những cái lam gỗ, kết hợp thêm những cái phiệu chỉ nhấn nhá làm điểm nhấn cho ngôi nhà mình. Bên trên là mình có đèn chùm, một căn nhà với tông hiện đại, nước sơn tường màu trắng, bên dưới là lớp gạch bóng kiến 80-80, chống trầy chống trơn trượt. Mảng tường khu vực sofa của mình đó, được gia chủ nhấn nhá cho mình và những cái lam gỗ kết hợp tranh treo tường, những cái phiệu chỉ với tông là màu trắng, màu xám, thêm những cái đồ decor thiết kế đưa vào bên trong nhà. Và mình có 3 bậc tam cấp là thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Thang bộ của mình cầu thang uốn lượn, sử dụng tay vịn trụ gỗ nè cả nhà, nhìn rất là nét luôn. Và kết hợp cho mình là gian phòng ăn, khu vực bếp, mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 4 ghế, tranh treo tường. Bên trên mình có hệ đèn chùm, một căn nhà đã được gia chủ đầu tư hoàn thiện các trang thiết bị nội thất. Cả nhà mình mua về chỉ cần xách vali vô ở, đã được gia chủ đầu tư hoàn thiện. Cuối nhà của mình á, có khu vực lavabo đương soi nằm phía bên ngoài và toilet sử dụng riêng bên trong. Toilet của mình có bồn vệ sinh và tắm hoa sen, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Toilet tương đối rộng luôn á cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà, chỉ trong phân khúc giá bán 6 tỷ hơn nhẹ nhàng. Mình vào mình thương lượng với chính chủ và sở hữu ngay một căn nhà với giá bán hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, gian phòng bếp, phòng ăn rồi phòng khách đầy đủ luôn. Đó, thang bộ của mình thiết kế bo tròn nhìn rất là nét luôn á, ốp gỗ cho mình nè. Và đi di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan.
Rồi khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và mua bán ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày cho căn nhà phố này và từ bên trên mình nhìn xuống bên dưới nè. Đó, thông thoáng chưa? Gian phòng bếp, rồi phòng ăn, phòng khách đầy đủ luôn. Nhà mình ở khu vực cầu thang á, kiểu thiết kế bo tròn, cho nên những cái khoảng trống như vậy thiết kế làm khu vực kiến trời, lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Vàng này đang có mặt tại gian lầu đầu tiên đã được gia chủ đầu tư hoàn thiện, trong đó thang bộ nằm ở giữa ngôi nhà. Mình sẽ có phòng trước, phòng sau, mỗi tầng có 2 phòng ngủ, 1 trệt 2 lầu. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó là chúng ta sẽ có giường ngủ nè, tủ quần áo, bàn trang điểm, tranh chiêu tường, đầy đủ cái trang thiết bị nội thất. Bên dưới là gia chủ mình là ốp cho mình những cái tấm nhựa và gỗ ở cả nhà và máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Và quý khách này mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, toilet sử dụng chung cho 2 phòng của mình, bồn vệ sinh và bồn đường soi và tắm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần bên trên luôn, gương đó chúng ta bật tắt đèn cũng được. Và gian phòng ngủ tiếp theo, phòng phía trước sẽ có ô cửa sổ mở ra bên ngoài, kèm rèm màn cửa hai lớp đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Trong đó là mình có giường ngủ nè, bàn trang điểm, tủ quần áo, đầy đủ các trang thiết bị nội thất, và phòng nào cũng có lắp cho mình hoàn thiện máy lạnh. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngay một mức giá để cả nhà mình an cư sinh sống. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày, mình vào mình làm việc với chính chủ chỉ với phân khúc giá bán 6.400.000 đồng và thương lượng một mức giá hợp lý nhất cả nhà ơi. Đó, khu vực thang bộ của mình nhìn từ bên trên xuống bên dưới rất là thoáng luôn á. Anh chủ có thiết kế cho mình decor những cái mảng trang trí, và khu vực tầng tiếp theo đã được gia chủ thiết kế tiếp tục cho mình phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4. Phòng nào cũng đầy đủ các trang thiết bị. Bên trong mình có giường ngủ nè, bàn trang điểm, phía sau này là ô cửa sổ đứng trời, rèm màn cửa hai lớp và tủ quần áo, bàn trang điểm đó. Có gương soi là chúng ta bật tắt đèn được luôn á cả nhà. Máy lạnh đã được gia chủ mình lắp hoàn thiện, nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ. Thoáng qua khu vực thang bộ nè. Bên trên còn được gia chủ thiết kế cho mình á những cái ô cửa mở khu vực kiến trời bên ngoài cho nên rất là thoáng luôn. Và vẫn là toilet sử dụng chung dành cho 2 phòng. Toilet của mình bên trong, bồn vệ sinh, lavabo đường soi và tắm hoa sen, kệ giá để đồ, gạch ốp cao phun trần lên trên. Và gian phòng ngủ của mình, phòng phía trước sẽ có ban công rất là thoáng luôn á cả nhà. Trong đó là mình sẽ có giường ngủ nè, bàn trang điểm, tủ quần áo, hệ tủ táp đầu giường, ban công phía trước. Được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường và máy lạnh lắp hẳn dành riêng cho mỗi phòng luôn. Nhìn tương đối thoáng luôn á. Và khu vực ban công, ban công này mình sử dụng kết hợp làm sân phơi cũng được. Ban công trồng cây trồng hoa. Với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà này với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. View thì tương đối thoáng luôn. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.